Dạ, đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Thì trong thời gian vừa qua vẫn rất nhiều các anh, các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình, để đăng tải tất cả trang mạng xã hội để tìm người thân của mình. Rất nhiều câu chuyện đến giờ phút này anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận những thông tin phải là rất đau buồn. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một thông tin ở một em trai ở một tỉnh rất xa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng thông tin để tìm vợ và tìm con của mình. Dạ, câu chuyện nhà kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào em trai nhé. Dạ, chào. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên là Huỳnh Chí Tiến. Huỳnh Chí Tiến, em nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 tuổi, mình nguyên quán ở đâu em? Quê quán là ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để ghi hình làm gì đây em? Tìm vợ và con. Em có thể em giới thiệu là vợ và con của em họ tên đầy đủ là gì? Tên vợ của em là Nguyễn Thị Khánh Phụng, sinh năm 1993, năm nay 30 tuổi. Còn dẫn đứa bé là Huỳnh Thị Kim Anh, sinh năm 2013, năm nay 10 tuổi. Rồi, em có thể nói rõ hơn ấy, là vợ của em tại sao bỏ đi hoặc mất tích? Em cũng không rõ nguyên do. Là bữa đó là cũng như là em có đi chạy xe. Rồi em đi chở như mấy cái người cơ quan á, đi khảo sát trong thôn mới á. Rồi ở dưới Vĩnh Thanh á, Cần Đăng. Rồi em mới đi về, lúc 2 giờ mấy là em về. Hai mấy khuya? Chiều á. Là vợ em mới nhắn tin cho em á, là nói là để là tôi với Kim Anh đi Sài Gòn làm. Ông ở nhà lo cho thằng Beo. Là rồi tắt máy luôn, là em liên lạc không được. Nhắn tin cuối cùng như vậy. Dạ. Em trước đây là vợ em làm công việc gì? Là như vừa nội trợ với buôn bán lặt vặt á. Kinh tế gia đình mình ổn đúng không em? Ổn mà. Em làm việc một tháng thu nhập được nhiều không em? Em thì là tài xế thì nói chung á, thì cũng có tháng nói chung là bèo nhất cũng là 6-7 triệu. Tại vì em tài xế xe khách. Còn vợ em ở nhà là làm lặt vặt với lại nội trợ nuôi con đúng không? Dạ. Với mới lên bán thịt cỡ khoảng năm mấy này. Nên bán thịt heo. Con là kinh tế thì gia đình mình ổn đúng không? Dạ. Con của em là đang học tại quê mình hay là học ở đâu? Tại quê mình. Sống cùng gia đình, cùng ba mẹ luôn hả? Dạ. Trước khi vợ em bỏ đi ấy, thì vợ em có những cái dấu hiệu gì không? Không anh, vẫn cười vui vẻ bình thường. Tối vẫn còn nói chuyện với em, ăn uống này nọ, nói chuyện cười giỡn với em bình thường. Vẫn bình thường. Dạ. Vậy là đến giờ phút này em đang nghi ngờ là vợ em tại sao lại dẫn con đi? Em cũng không biết là sao luôn, không rõ lý do. Em nghĩ chắc vợ em dặn em cái vụ mà em chơi bời này nọ. Em có thường xuyên chơi bời không? Nhậu nhẹt gì không? Chơi bời có, nhậu có. Tại vì cái thời gian em rảnh nữa không, rồi em đi giao tiếp với mấy anh tài xế khác. Đến giờ phút này giao tiếp thì chưa thấy cái gì ổn hơn. Nhưng mà giờ này mất vợ mất con. Đúng không? Rất nhiều câu chuyện trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều. Nhiều người đi giao lưu bạn bè để kiếm thêm như gọi là mối lái làm ăn để công việc. Đúng không ạ? Nhưng mà công việc thì cũng có thể, nhưng mà nhiều người có thể là nhiều anh trai lợi dụng những cái lý do đó để đi nhậu nhẹt hoặc đi chơi, bỏ bê vợ con, đến khi mà vợ con ở nhà thu thủi có thể là sẽ tìm cách chán nản và bỏ nhà ra đi. Vợ em đi đến giờ phút này mấy ngày rồi? Nay nữa là một tháng lẻ 9 ngày. Tháng 9 ngày. Dạ. Từ hôm vợ em đi đến giờ phút này, vợ em có báo tin gia đình là vợ đi đâu mà làm gì không? Không có liên lạc về gia đình, mà chỉ liên lạc về cho người cô. Người cô thứ tư ở bên Tân Châu. Cô bên vợ hay dạ, cô nhà em? Cô bên vợ. Cô bên vợ. Ba mẹ vợ cũng không liên hệ được. Ba vợ thì mất lâu rồi. Còn mẹ vợ thì có chồng khác ở dưới Cần Thơ. Vợ em trước đi này có đem theo cái gì đi không em? Dạ, nói chung thì ở nhà thì đồ trang sức, đồ cưới này nọ là còn nguyên si, không có... Không lấy gì đi. Không lấy gì hết. Rồi tất cả bỏ lại. Dạ. Em có biết rằng mục đích chính của vợ em tại sao bỏ đi và đi để làm gì không? Mà hơn một tháng nay không? Là... Theo em? Là cũng như là vợ em á, là cũng mấy lần là cũng đòi đi làm đi này nọ. Em cũng có nghe. Lâu chưa? Lâu rồi. Khoảng bao nhiêu thời gian rồi em? Lâu rồi, cũng như mấy năm trước rồi. Mấy năm trước, là đó có ý định, đúng không? Em có nghĩ rằng là vợ em ở nhà này không có tiền xài hoặc ít tiền, là mà vợ em quyết định đi làm việc khác không? Chắc em nghĩ chắc cũng vậy mà em cho tiền liền liền à. Nhưng mà anh nghĩ rằng
vợ em ở nhà vẫn có công việc mà vẫn đi buôn bán được, yeah. vẫn có tiền ra tiền vô đúng không? Yeah. Mà tự dưng vợ em bỏ đi như vậy, yeah. nó để kiếm một công việc khác thì anh thấy nó có điều gì đó sai sai. Nếu như vợ em ở nhà mà ăn chơi không, mà không có việc, không có tiền, đúng không? Yeah. Ừ. Và là thời gian rảnh thì vợ em mới nghĩ được để làm một công việc khác. Nhưng mà đây hiện nay là vợ, theo em chia sẻ là vợ em đang buôn bán ở ngoài chợ, yeah. có thu nhập, yeah. đúng không? Nhiều hay ít nhưng đại là đi buôn bán là phải có thu nhập, đúng không? Yeah. Ừ. Mà vợ em vẫn cố tình dắt con đi. Có mấy bữa nói là bán thu lỗ gì đó, nói bán lỗ, ừ. rồi em mới tính nói là nói bán lỗ thôi mình ngưng. Có nói mấy bữa trước là có nói. Thì buôn bán thì là mình phải chấp nhận thôi, yeah. có lúc lời có lúc thì cái đó là phải chấp nhận thôi, yeah. cái đấy là nó cũng là bình thường thôi, yeah. ừ. Nhưng mà vợ em đi là bằng phương tiện gì? Đi hai mẹ con đi lộ bộ, đi bộ đội nón ngò hiểm, đứa một cái nón ngò hiểm. Vợ em có cầm hết các quần áo đi không? Không, đi có em thấy có bọc đen có lạc có như để có mấy bộ. Ừ. Con này không đem theo nhiều? Không đem nhiều. Vợ em liệu trong người đi có tiền không? Em có biết không? Tiền từ trước giờ hai vợ chồng làm là ai giữ tiền? Nói chung là tiền em thì để trong bóp, nhưng mà em để ngoài chứ em không có giữ trong mình. Là như vợ em có lấy nhiêu là báo cho em mấy trăm gì đó, cặn gì thì lấy, chứ em không có giữ trong mình. Còn vợ của em thì làm nhiêu thì vợ em giữ, chứ em không lấy tiền của vợ em. Đó, từ trước thì em không có lấy tiền của vợ đúng không? Dạ. Ừ. Gia đình vợ với gia đình em có gần nhau không? Nói chung cũng gần đó, là Vĩnh Trung với Di Lan sát bạn ạ. Cho anh hỏi là mỗi một khi em đi nhậu về với bạn bè về khuya hay là thâu đêm ấy, yeah. ừ. Nhưng lúc đấy mình về mình có gây lộn với vợ không? Kiếm chuyện không? Nói chung cũng lúc có lúc không, ừ. Có lúc mà mình về mình hơi bộ bộ, tại vì cái lúc mình đi về khuya với xỉn đó, nó ấy anh, là mình có hơi bộ bộ là có la. Nhưng lúc như vậy, để vợ không phản ứng gì không? Vợ em cũng yên thinh nè, tại vì thấy em xỉn sai thì họ là yên thinh nè, ừ. Im như vậy là mình thấy là có lợi hay có hại? Dạ mình thấy cái này cũng như mình thấy là có hại rồi, ừ. À, hầu như anh để ý là đầu tất cả là chơi bời, rượu chè, bê tha, yeah. À, không quan tâm mà không để ý, để cho vợ ở nhà làm một mình, mà mình ngồi vui, hò hét, đúng không? Yeah. Hò rô, đó thì nhiều khi không có về để thở những cái mùi bia rượu cằn nhằn là nhiều khi phụ nữ người ta không chịu được. Yeah. Em cứ nghĩ rằng là chính vì lý do như vậy cho nên bây giờ có thể là vợ em quyết định ra đi mà tìm một hạnh phúc mới không? Đó em chắc em cũng nghĩ chắc không có ấy đâu, tại vì thường thường vợ em á, là cái thứ nhất là không say xua, không đi này nọ tào lao đâu. Mình đúng đồng ý là anh hiểu cái điều đó trước đây là đúng rồi, yeah. nhưng bây giờ càng ngày em càng vợ nó càng chán. Dạ. Yeah. Ừ. Thì cái điều đó có thể rất dễ xảy ra, đúng không? Không ai nói trước điều gì cả. Dạ. Yeah. À, vì vậy cho nên bây giờ đôi khi là trước đây là hai vợ chồng rất yêu nhau mới đến với nhau. Dạ. Yeah. Ừ, nhưng mà bây giờ là tình nghĩa không còn, đúng không? Dạ. Yeah. Thì bây giờ thì có thể là một người đàn ông nào đó mà vợ em bị người ta cưa đổ luôn, thì chắc chắn là đến lúc bây giờ vợ em lại theo người ta giống như ngày xưa là vợ em theo em. Yeah. Em có nghĩ điều đó không? Không có gì chắc hết á. Nha. Đấy, vì vậy cho nên bây giờ là tất cả những hậu quả mà vấn đề chơi bời hoặc làm ăn ngoài luồng, yeah. đến giờ phút này chưa thấy gì, đúng không? Nhưng mà hậu quả cuối cùng là bao nhiêu năm của mình, đúng không? Yeah. Xây dựng gia đình, lấy vợ, có con, đến giờ phút này vợ ôm con bỏ đi, yeah. thực sự đáng tiếc ha, đúng không? Yeah. Nếu vợ em về thì em còn tiếp tục đi nhậu không, hoặc chơi bời nữa không? Không, em hứa là em nghỉ rồi. Hứa là em hứa bằng cách nào để có chắc ăn không? Em hứa mấy vợ bao nhiêu lần rồi? Không, mà đó giờ là em chưa có hứa lần nào. Chưa hứa lần này à. Mình có đánh vợ bao giờ không em? Có đánh mà, nhưng mà 6-7 năm trước á, ừ. là cũng như là mình cũng như vợ em á, kêu em nấu canh. Mà nhưng mà dạ như thiếu xả này nọ đó, em nấu thì phải nó đủ đồ. Thì em kêu vợ em đi rút xả, thì vợ em không chịu đi, kêu nó để hành là được rồi. Là em mới ấy, em chịu nấu, em mới lên xe em bỏ đi chơi. Em nói thôi nấu, muốn nấu ấy thì tự ý thì nấu ngon đi. Rồi em mới bỏ lên xe, thì em vừa leo lên xe thì vợ em bứt mấy củi xả đó là lỡ giỡn quất em chơi á, quất ngay trúng cái cùi xả, trúng ngay mắt em đi, em mới đau, em mới quánh tay tay.
là từ đó tới giờ lúc em không có nè. Nó có em la gầy thì có. Nếu đúng như vậy thì ai là người đúng, ai là người sai? Cái cuộc chuyện, cái câu chuyện ấy bao giờ kết thúc? Nói chung là cái đó thì nói chung em thì em cũng cái gì em làm em không có khi nào mà để bụng. Như em nói thì nói vậy thôi, chứ mà chút xíu là em vẫn cười giỡn bình thường. Ở bây giờ này, đằng là hôm nay thì cái câu chuyện mà vợ của em và con của em chưa biết là hiện nay là chán em hay là bỏ đi với người khác, đúng không? Nhưng mà anh nghĩ rằng vợ em chắc chắn là có một nguyên nhân nào đó. Nếu mà hai vợ chồng bình thường vợ tự dưng bỏ đi mà đang có công việc là điều khó. Em hãy lên tiếng nói chuyện thẳng thắn đây, để hy vọng vợ em xem video này, vợ em sẽ quay trở về hoặc liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Hải Dương. Dạ, cũng như là em muốn nói là anh biết anh sai rồi, anh sẽ hứa anh sẽ không chơi cờ bạc hay rượu chè nữa, với không la lối nữa. Anh xin hứa với anh không sẽ là không làm cho em buồn nữa. Hãy tha lỗi cho anh, mong em tha thứ cho anh và suy nghĩ lại và mau sớm bây giờ với gia đình. Không ai mong muốn là vợ và con mình bỏ đi. Đến giờ phút này phải cầm hình đây, đúng không? Yeah. Phải đi quãng đường mấy trăm km từ An Giang, đúng không? Yeah. Để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Thực sự câu chuyện rất đáng tiếc. Yeah. Đây cũng là một cái bài học cho em. Yeah. Đúng không? Em biết em sai. Đó, mình hiện nay thì mất công mất việc chưa? Đúng không? Yeah. Hơn một tháng này chắc chắn là em không thể bình thường như trước đây được. Dù rằng em mạnh mẽ đến mức độ điều chứ nữa, nhưng đây tự dưng mà vợ bỏ đi thì chắc chắn là mình phải là người sai đầu tiên. Yeah. Đúng chưa? Yeah. Nếu mình không sai, mình đối xử cực tốt với cô ta thì cái cô ta đi thì mình khỏi kiếm luôn. Nhưng đây là cái lỗi của em, anh thấy lỗi của em cũng rất nhiều. Em biết là cái lỗi của em. Đúng chưa? Hy vọng em gái xem được video này hãy suy nghĩ lại và quay trở về cùng với bên chồng và con của mình. Còn nếu em mà đi thế này thì thực sự chưa biết là gặp người đàn ông khác liệu có tốt được như vậy hay không. Rất nhiều câu chuyện hiện nay rất buồn và rất đau lòng, thương tâm mà xảy ra trên mạng xã hội trong thời gian qua rất nhiều. Là những người cha dượng đã bạo hành những người con của mình. Là câu chuyện rất đáng tiếc, đúng không ạ? Hy vọng là em gái hãy tỉnh táo và suy nghĩ và cho chồng một cơ hội và em hãy quay trở về để cùng có chồng, có con, để nuôi dạy các con của mình. Ở cuối video này anh xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, anh chúc em cùng với gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Hy vọng là trong thời gian tới thì anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ cố gắng hết sức để tìm nha thông tin chính thức vợ và con của em ở đâu, giúp vợ con em quay trở về em nhé. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin một người mẹ dắt theo một bé gái tuổi đời trên dưới 10 tuổi thì liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em này sẽ tìm cách khuyên hai mẹ con quay trở về cùng gia đình. Ở đây một cái câu chuyện là thực sự là rất đau lòng, rất thương tâm. Trong thời gian vừa qua rất nhiều các chị em phụ nữ ở tất cả các tỉnh rất xa, đặc biệt ở khu vực phía miền Tây rất nhiều đã bỏ chồng bỏ con, và nhiều người đến giờ phút này bỏ chồng bỏ con đi theo nhân tình. Và nhiều ông chồng còn đang đối xử rất tốt, không cứ là ông chồng chơi bời hay ông chồng nghiện ngập, nhưng mà nhiều ông chồng đối xử rất tốt với vợ. Nhưng mà rất đấy đáng tiếc là cái nghèo đói, đôi khi là chồng không quan tâm mà vợ bỏ đi theo những người đàn ông khác. Và nhiều anh em hiệp sĩ Bình Dương đã tìm ra, nhưng rất đáng tiếc là nhiều chị em phụ nữ là quyết tâm không về và nó là bây giờ tôi không còn tình cảm tình nghĩa với anh nữa, nó anh không kiếm tôi nữa. Vì vậy cho nên anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng xin bó tay đó, hết cách. Bởi vì đây là cái việc cuộc sống hôn nhân gia đình, đúng không? Sống được hay không sống được là cái quyền của hai người. Và còn anh em chỉ có trách nhiệm là tìm được và biết được thông tin chính thức báo cho gia đình để gia đình có hướng. Yeah. Nhá. Rồi xin chào em, xin chào các cô chú anh chị bạn. Hẹn cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.